Hello mọi người oh, lại là em đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ uh, làm full set black và sơn mát finish nhé thì uh, uh, anh em cố gắng xem hết video để biết cái cách thức nó làm như thế nào thì nói chung trước khi mà mình uh, đắp bột thì mình sẽ cố gắng dùa ra một cái shape có trước nha anh em đó, thì mình sẽ tiến hành dùa hai bên vào Ở hai bên gì mẹ bóng mình đi vào nhé nhớ thẳng nhé đi một đường xẻo mà đường xẻo đó nó phải thẳng đó mình chỉ cần tiến hành rũa hai bên vào ờ, cho nó có một cái đồ ốm nhất định là mình thành công ha thì tùy vào ờ, sở thích của mỗi khách hàng có khách nào có khách thích tóp nhiều có khách thích tọp ít thì mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp với sở thích của khách hàng nhé đó thì nói chung là đơn giản là như vậy còn nếu anh em lười thì anh em có thể dùng cái kem như vậy nhé. Anh em bấm hai bên vào. Đó. Anh em chỉ cần việc bấm hai bên vào cho nó có một độ ốm đều nhau nhé. Và mình lấy cái cái dũa, dũa sửa lại là nó ra nhé. Thì nó chung có rất là nhiều cách thức. Anh em làm cách nào cũng được đúng không? Đó. Đó, mình thì sẽ dũa hai bên vào cho nó có một độ ốm đều nhau nha và cố gắng làm sao cho tất cả các cái đầu bóng nó có đồ dày đều nhau nhé độ đổ ổn vào đều nhau thì là mình thành công đó thì uh, mình sẽ dùa xếp trước để có một cái bước chuẩn bị tốt thì khi mà mình có một cái bước chuẩn bị tốt đó, thì uh, mình làm cái step sau nó rất là nhẹ nhàng nhé đó thì khi nào cũng vậy cái cách thức làm của mình mình sẽ rửa ra một cái xếp chuẩn trước thì mình mới đắp bột lên nha anh em đó thì uh, cố gắng nhé dùa cho nó đều đó thì lúc mà mình đắp bột lên mình giữ xếp nữa thì nó rất là ổn nhé và đặc biệt là, uh, thường thường thì mình thấy rất là nhiều anh em, đặc biệt là những anh em mà, mà mới bị làm bột đó, thấy đắp màu đen và mà sơn mát, người ta rất là sợ, người ta không dám làm hoặc là không muốn làm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ, uh, <laughs> mọi người thông cảm, sáng sợ mới ngủ dậy, uh, và ngồi ngoài trời hút thuốc làm video này, allergy nó ho nó đam nhiều, mệt lắm anh em. Đó. Mình sẽ tiến hành chày cho cái màn mỏng nó nhả lãng á Cái điểm nổi đó nó lãng nha Cái chỗ nổi bột á Mình dũa sao cho nó lãng ra Nó không có bị kỳ gơ nha Thì một số anh em nào mới vào nghề Thì thường rất là sợ làm màu đen đúng không đó, Gặp màu đen mà sớm mát nữa Rất là sợ Tại vì uh, vừa khó đắp mà vừa khó làm nữa Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho anh em là Cái cách tức làm như thế nào để uh, dễ dàng hơn cho mình hết rồi chung anh em mà biết cách thức rồi thì những cái bộ như thế này là gạo đó hả Còn dễ hơn là làm những bộ mỏng thương nữa thì anh em cứ uh, tiếp tục xem video để biết cái cách thức nha Thì đây là một cái hũ màu đen mình một trăm phần trăm mới mua ngoài supply nha đó thì cái bột nó rất là nhiều pigment nha <laughs> mình sẽ đọc lên tờ giấy cho anh em thấy à thì cái bột màu đen mình mới mua ngoài chập lái về á thì nó rất là nhiều pigment rất là đậm đặc thì rất là khó đắp nha em. Đó, rất là khó đắp. Thì mình chỉ cần đổ vào 30% bột clear vào nha. Đó, mình chỉ cần đổ 30% là 7, 7 phần đen, 3 phần clear. À, 7 phần đen, 3 phần clear anh em lắc lên. Đó, là cái bột nó sẽ dẻo ra nha. Đó, khi mà cái bột nó dẻo ra rồi thì rất là dễ đắp và uh, rất là dễ dàng đó thì đây là cái cách thức là tại sao mà mình đắp màu đen rất là dễ <laughs> nhớ để ý nha à, mình sẽ lấy cục bột lên và đợi nha đó mình sẽ đợi nè anh em nhìn cục bột đi nó sẽ trống lên từ từ đó khi mà anh em thấy cục bột nó trống bỗng lên hết như vậy á, thì mình mới đặt vào nha đó thì cách thức đơn giản là như vậy thì nói chung là anh em lúc mà anh em lấy cục bột xong thì anh em nên đợi nha Đợi cho anh em nhìn cục bột Nhìn sao cho nó thiệt là bỏng lên nha, nó sẽ bỏng lên từ từ và khi cục bột nó bỏng lên hết á Là lúc đó là thời điểm tốt nhất để mình đặt cục bột vào cái móng tay khách nha Thì khi mà cục bột nó bỏng lên như vậy anh em chỉ cần đặt vào tay khách là nó nằm yên một chỗ và nó không có Cái tình trạng là uh, dở móng tay khách và nó rất là dẻo ha, anh em chỉ cần vuốt vài đường thôi là nó ra cái ngón đó thì nói chung là uh, cái kết kết thức đơn giản là như vậy nhé rất là nhẹ nha đó anh em có thể thấy ha ngón tay rất là sạch sẽ nó không có bị bệt bệt màu đen nhá tay khách cũng rất là sạch đó thì mình sẽ chia sẻ lại nhé <laughs> anh em nhớ để ý nha Đó, nhìn nhớ nhớ nhìn cục bột nha đây anh em có thể nhìn cục bột nè nó sẽ bỏng lên từ từ nha Đó. khi mà nó bỏng lên được như vậy rồi á là mình sẽ đặt vào nha đó đơn giản như thôi đúng không đó anh em chỉ cần phá hỗn hợp bột black với bột clear vào trước đó, cho nó có một cái đồ dẻo sau đó mình chỉ cần lấy bột lên vào đời cho nó bọng cục bột là mình đặt vào thì anh em có thể thấy ha mình đặt vào là nó đứng yên một chỗ thì rất là dễ dàng cho mình mình đắp nhé đó thì màu đen này thì anh em nhớ nhá ờ, à, chỉnh ký đi cô tròn trước và dầm hai bên kim mép sau đó mình vuột hai bên vào là mình xong một cái cái ngón tay thôi rất là đơn giản đó thì nói chung đắp những cái màu đen này thì nếu anh em không có cái loại bột tốt để đắp á, thì cũng rất là khó làm nhé đó thì đây là cái cách thức mình chỉ chia sẻ cho anh em cách mà pha đắp màu đen sao cho nó dẻo <laughs> và nó không có bị dỡ tái khách nhé nè đó anh em có thể thấy ha mình mình đắp xong là cái tay nó nhìn nó, nó lãng ký thì cô tròn nó sạch 70 80 phần trăm rồi thì là nữa mình sẽ không có cần phải dụa nhiều nhé đó đơn giản nhé đó, khu vực Kiriko nằm giữa mỏng dài nhớ, đầu mỏng mỏng đó có bộ đồ cống tự nhiên là mình thành công nhé nhớ nha luôn luôn nhé đợi nha khoảng 3 đến 5 second đó anh em đợi 3 đến 5 second cho cục bột nó bỏng lên đó khi nó bỏng được như vậy rồi thì mình sẽ đặt vào thì nó sẽ nằm yến thôi đó, nhớ nha đó, đẩy cho Kiriko tròn trước đó, mình sẽ chú ý tay khách xuống nhà và mình đẩy cho Kiriko tròn trước thấy không đó, cục bột rất là dẻo nha Nó không có chạy Chạy <laughs> lâm bềm đâu đó. Cái đắp bột này Cái quan trọng nhất á, là cái kỹ thuật đắp Mà cái quan trọng thứ nhì Là cái chất lượng bột Cái đồ dẻo của bột nha em đó Thì anh em có kỹ thuật đắp đốt tốt Mà không có cái loại bột tốt để đắp Thì um, Nó cũng rất là khó khăn cho mình á. Mình đắp nó rất là khó chịu và đặc biệt là nó, nó chạy nó chạy lên tràn lên cái đi cô nó tràn ra hai bên đó. rất là khó chịu rất là mất thẩm mỹ mất thời gian nữa đó thì khi mà mình biết cái cách thức phá ra một cục bột dẻo như ý mình rồi đó, Với mình có một cái kỹ thuật tốt nữa thì những cái bộ móng như thế này mình đẩy một phần một là ra thôi ha. đó thì nói chung bất cứ cái bột nào mình cũng có thể à, làm cho nó dẻo được như thế này nha không phải riêng gì màu đen đó thì anh em cố gắng nha nhìn cách thức này 3 đến 5 sai cân nhé nó nó sẽ bóng lên đó đúng người đúng thời điểm nhé đó anh em chỉ cần đời bột đúng thời điểm là mình đặt vào thôi sớm quá cũng không được mà muộn quá cũng không được nó phải đúng người đúng thời điểm nhé anh em có thể thấy ha bột nó đứng yên ngay kiriko chứ nó không có cái tình trạng là chạy ngược vào kiriko bẹt bẹt hoặc là chạy lem qua hai bên thấy không À, cục bột rất là dẻo và đứng đó thì nói chung mình đặt cục bột đúng thời điểm thì nó sẽ dẻo như vậy và đặc biệt là mình phải phá ha, phá bột hợp lý thì những cái bột nếu như thế này mình đắp rất là nhẫn gòn nha anh em đó thì uh, hôm nay là mình sẽ sơn matte black nhé matte black đó, thì anh em cố gắng rửa sao cho mặt mỏng nó láng thì mình sơn matte black nó mới đẹp nhá con mặt mỏng mà không lãng anh em sơn mát black là nó sẽ uh, Sâu xấu lên cái lỗi liền nha nó nhớ nhé là phải uh, chạy máy cho nó lãng nha đó sơn mát black là dày mặt mỏng cho thiệt là lãng thì mình sơn mát black nó mới đẹp nha đó đơn giản <laughs> rồi thì ngọn cái này thì cũng tương tự nha anh em đó nó hơi to hơn bình thường một chút thì uh, nó cũng đơn giản không có gì phức tạp vậy thế này đó mình sẽ lấy lên một cục bột vừa đủ đó và đợi nhá đợi đúng thời điểm đó nó sẽ bóng lên từ từ nha đó, khi nó bóng được như vậy rồi thì mình chỉ việc đặt vào thôi là nó được yên nha. Đó, đẩy hai bên hông vào nha đẩy cố gắng đẩy cho nó tròn kỹ đi cô. là mình phải đẩy bột cho nó tròn trước nha anh em. Đó cố gắng đẩy cho nó tròn kỹ cô trước. rồi sau đó mình sẽ tiến hành à, dầm dầm kỹ cô cho nó nằm xuống và vuột hai bên vào nhé. đó gần vuột hai bên vào thì cái tay nó sẽ thon gọn thôi. đó thì cái cách thức rất là đơn giản đúng không? <laughs> À, thì um, đây là uh, sau khi mình đắp bộ trống ha anh em có thể thấy ha tròn sạch sẽ mặt mỏng lá là mình cũng đi được nửa đoàn đường rồi đó ha rất là lá rồi, sau đó mình sẽ tiến hành dụa xếp nhé đấy mình chỉ cần kéo hai bên vào nhé. À, mình chỉ cần kéo hai bên vào cho nó đều nhau và đầu mỏng đều nữa là được nhé đấy à, đơn giản vậy thôi nha đó, mình chỉ việc kéo hai bên hông vào ừ. đó, mình sẽ kéo hai bên vào cho nó đều nhau nha em đó thì kéo hai bên là bắt đầu từ hai bên kia khỏe mọc nha đó, Và và ở đồng bóng ngang nữa là mình xong nha thì anh em chỉ cần để ý những cái lời mình nói và để ý cách thức mình làm thì anh em sẽ làm ra được những bộ tay tương tự như mình làm thôi ha mình làm được thì anh em sẽ chắc chắn sẽ làm được thì đơn giản vậy thôi đó thì uh, cái cách thức đơn giản là uh, mình sẽ dụ hai bên hông vào nha đó dụ vào từ bắt đầu từ hai bên cái khỏe kéo vào cho nó có một cái độ ốm đều nhau À, là mình xong một ngón nhé cố gắng nhé dùa xếp này rất là quan trọng đó em đó cố gắng dùa sao cho nó uh, thẳng tốt nhé đó, hai bên hông mỏng mà nếu nó chưa thẳng ra thì mình sẽ ngược cái đầu dùa này xuống ha ngược kéo cái đầu cây dùa này xuống mình kéo cho nó thẳng là xong thôi thì nói chung là à, cái cách thức làm hôm nay đơn giản là như vậy nhé thì à, lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm cái cách thức à, chạy máy nữa à, sao cho nó không có bị mất bột quá nhiều và mặt mỏng nó lạng nữa rồi mình sơn tốt cốt mát là mình cho khách đi nhé à, thì à, nói chung làm nghề này thì anh em cố gắng chịu khó ha à, luyện tập trau dồi tay nghề đó là tay nghề mình sẽ lên thôi ha đừng đừng có đời gì hết á, đừng có nghĩ là mình ngồi mình làm 5 năm năm mười năm là mình sẽ giỏi lên nghề giải nghề cái đó lâu lắm anh em, đó. anh em chỉ cần mà chịu khó tìm tòi học hỏi thôi thì mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian đó, thì nói chung là uh, thờ nào mà mới vào nghề mà chịu khó tìm tòi học hỏi thì mình nghĩ chỉ cần mất một năm thôi là giỏi rồi. Đó. Còn nếu mà mình lười tìm tòi học hỏi Mình uh, không ấy Thì mất tệ nhất cũng phải 3 đến 4 năm Đó. Mới làm mới được Đó. Thì nói chung là anh em nào mà muốn tiết kiệm thời gian Thì cố gắng tìm tòi học hỏi Và xem những cái cách thức mới yeah. Và luôn luôn chịu khó thay đổi nhé Đó, mình mới vào nghề Thì mình phải thay đổi Đó mình là những người mới, mình chưa bị cái cách thức làm thì mình phải chịu khó thay đổi những cái cách thức mới để cho có tay nghề tốt hơn ha. Khi nào tay nghề mình tốt rồi thì không cần phải thay đổi nữa. Đó thì mình đó chỉ là một lời khuyên mình đưa cho anh em, một đưa một lời khuyên cho anh em nhé Thì cái cách thức chạy Kiriko đơn giản đấy nhá. Như mọi khi, đây là cái đầu nhựa Kiriko thân thần của mình ha. Đó mình chỉ cần đi sơ thôi ha đó. bắt đầu từ mẹ bên phải mình đẩy nhà lên nha để cho nó tròn nó sạch hết cái bột đó nó tách được cái bột ra nhé em đó nó tách được cái bột dính gọi giá ra là mình thành công đó đơn giản đấy. đó tròn sạch bột là ok nhé rồi sau đó mình sẽ thay cái đầu dụa mặt móng đầu ruột midiup rồi <laughs> anh em có thể thấy đó nó rất là sạch nha đó mình đã ruột tách được cái bột ra khỏi Kiriko đi cô rồi đó, đó, mình cố gắng ruột sao cho nó tròn Kiriko cô và nó tách tách ra được khỏi kỳ da nha đó, nó tròn nó sạch nó tách ra được kỳ da là mình thành công nha đó, cố gắng nha cái ruột Kiriko cô này rất là quan trọng rồi anh em rồi sau đó mình chỉ việc thái cái đầu đứng vào mình chạy cho mặt mỏng nó lãng thôi nhé. Đó. Nhớ nha. Chạy mặt mỏng lãng, hai bên hông mỏng, quý đi cô mỏng. Đó. đi cô có một cái đồ lai nhất định và hai bên hông nhé. Nhớ chạy hai bên hông cho nó mỏng nữa nhé. Thì khi tay nó mới thon gọn. Đó. Ba mặt mỏng nữa nhé. Mặt mỏng nó phải đi cho thiệt là lãng. Đó, khi mà cái mặt mỏng nó lãng như thế này rồi mình sơn mát lên nó rất là đẹp đấy nè. đó cố gắng nha chúng là nếu mà mình biết cách thức làm thì những cái bộ mỏng như thế này là gào anh em Chứ nó không có khó đâu rất là đơn giản đúng không anh <laughs> em có thể thấy ha khi mình cố gắng À, dũa à, nhớ nha dũa cho mặt mỏng nó lãng nha chạy khu vực kiriko cho nó có một cái đồ ốm đồ năm nhất định và chạy hai bên hông nữa nhé đó hai bên hông phải mỏng nhé hai bên hông nó phải ốm vào Đó, là mình à, sẽ hoàn thành à, một ngón tay nha Đó, nói chung chỉ cần anh em chỉ cần làm đúng kích thức thì cái tay nó ra nó sẽ lãng và thon gòn thôi đó nói chung là người ta làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được nhưng nếu mình muốn làm được thì mình phải bỏ thời gian ra học hỏi tìm tòi và luyện tập nha đó thì uh, suy nghĩ tích cực vào người ta làm được là mình chắc chắn sẽ làm được nhưng nếu uh, mình phải chịu khó cố gắng nha luyện tập thì mình sẽ làm được như người ta thôi Không có gì khó hết đấy em đó không có việc gì khó đúng không? Đó. Chỉ sợ bản thân mình lười học hỏi thôi. Đó, thực sự những cái bồ như thế này đẩy phạt một là xong rồi. Nhớ nha, Đó, mặt mỏng nó phải lác. <laughs> Ừm. <laughs> Rồi sau đó mình sẽ tiến hành buffer sơ lại nhé Đó buffer sơ và sơn tốc cốt Là tiện em lên đường nha đó, Đơn giản vậy thôi Có gì khó đâu anh em à, anh em có thể thấy ha gọn rồi đúng không đó, cố gắng nha đó, cố gắng rồi thì cái cách thức uh, sơn mát top coat thì nó cũng dễ rồi đúng không anh em đó mình nhị can sơn uh, cho nó tròn cái cô và mỏng nha nhớ nha mỏng <laughs> đó thì mình chỉ cần đẩy nhẹ đẩy nhẹ sơn cho nó đầy đủ tất cả các mặt móng đó và sơn mỏng thôi đó, mình cho hư đèn là mình lùng tiền được nhé thì nói chung là đa số một số anh em mới vào nghe rất là ghét làm với mấy cái kiểu này đúng không? Đó, rất là ghét làm mát black đó, Thì hôm nay mình cũng chia sẻ rồi ha đó, Cái cách tự làm cũng rất là đơn giản Nói chung ai làm cũng được anh em Đó, Rất là dễ có gì đâu mà khó đúng không mình sẽ cho hơi đen và mình sẽ show cho anh em thấy cái thành quả của mình hôm nay ha đó anh em có thể thấy ha đây là một bộ mát black đó, siêu siêu mát nha rất là mát và không có bị lôi lõm nha đó <laughs> cố gắng nha dù sao cho mặt mỏng nó thiệt là lạc đó. là mình sơn mát lên là nó sẽ đẹp thôi đó, đơn giản ha. Đó. Đó để mình bỏ cái khăn vào cho nó sâu lên cái tay nha đó anh em có thể thấy, thấy ha đó, đây là một bộ nail rất là đơn giản ha đó thì ờ uh, thank you anh em đã xem video hôm nay của mình ha đó hẹn anh em vào một video kế tiếp chúc mọi người nhiều sức khỏe để hốt trong mùa hè này nha rồi bye mọi người